Dòng máu Lạc Hồng xin chào các bạn. Chúng ta biết rằng Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển trải dài từ Bắc chí Nam. Bởi vậy, những năm qua, lực lượng hải quân của ta luôn được chú trọng đầu tư với mục tiêu tiến thẳng đến hiện đại để có thể đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ hải phận rộng lớn của Tổ quốc. Trong đó, phòng thủ bờ biển là lực lượng quan trọng hàng đầu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến tiên phong, lực lượng phòng thủ bờ biển còn là chốt chặn cuối cùng trong việc vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ của đối phương. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn ưu tiên trang bị những tổ hợp tên lửa phòng thủ tối tân, hiện đại, dẫn đầu về kỹ thuật quân sự so với các nước Đông Nam Á. Mới đây, tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra tại sân bay Gia Lâm ở thủ đô Hà Nội, một trong những lá chắn thép trên bờ biển Việt Nam hiện nay đã được binh chủng tên lửa pháo bờ biển mang đến trưng bày tại triển lãm để ra mắt bạn bè quốc tế, cũng như 170 quốc gia, đơn vị tham dự sự kiện được chiêm ngưỡng. Đó là hệ thống phòng thủ bờ biển 4K44 Redus. Chúng thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ kích thước lớn và các thông số kỹ chiến thuật ấn tượng. Đặc biệt, tuy đã được Liên Xô phát triển từ tận những năm 60 của thế kỷ trước, song hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa 4K44 Redus vẫn không hề lỗi thời, thậm chí vẫn dư sức đáp trả những hàng không mẫu hạm hiện đại, uy lực bậc nhất thế giới hiện nay. Vậy cụ thể, tổ hợp 4K44 Redus sở hữu sức mạnh chiến đấu đáng gờm như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Tại sự kiện triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên, khu vực trưng bày của nước chủ nhà Việt Nam tập trung vào những công nghệ, sản phẩm mang nghệ thuật phòng vệ và chiến tranh nhân dân, cùng với hàng loạt khí tài đang có trong biên chế quân đội. Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài tại triển lãm, nhưng nổi bật nhất trong số đó là hệ thống phòng thủ bờ 4K44 Redus được Liên Xô cung cấp trong thập niên 1980. Theo dữ liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, năm 1980, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa 4K44B Redus, được NATO định danh là SSC-1B Stepan, cùng 25 quả đạn tên lửa hành trình chống tàu P-35B. Tại thời điểm đó, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á sở hữu hệ thống vũ khí diệt hạm này. Hệ thống này là một trong những lá chắn thép bảo vệ bờ biển Việt Nam, được biên chế cho Lữ đoàn 679, binh chủng tên lửa, pháo bờ biển, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành phần chính chủ yếu của một tổ hợp 4K44B Redus gồm một xe chỉ huy, một xe radar 4R45 Sakla, 3 xe bệ phóng di động và đạn tên lửa P-35B. Trong đó, sức mạnh đáng gờm nhất phải kể tới đạn đạo tên lửa P-35B, hay còn gọi là tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35, một biến thể chống hạm tầm xa của tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến thuật P-5 Piatorica. Đây là loại tên lửa cỡ lớn với chiều dài 10,1m, với đường kính thân 0,9m và sải cánh 5m, có thể gấp gọn trong ống phóng, trọng lượng phóng là 4,5 tấn. Ngoài ra, tên lửa còn được trang bị đầu đạn nặng 800-1.000kg thuốc nổ TNT, có sức công phá khủng khiếp. Chỉ với một phát bắn duy nhất, nó đã có thể tiêu diệt và nuốt trọn mọi loại mục tiêu giá trị cao trên mặt biển ở cự ly lớn như tàu đổ bộ, tàu khu trục, tuần dương hạm, thậm chí là cả tàu sân bay cũng không có cơ hội sống sót trước phá cướp cò của 4K44 Redus. Bởi vậy, nên dù ra đời từ những năm 1960, nhưng cho đến nay, cái tên 4K44 Redus vẫn là nỗi khiếp sợ của kẻ địch trong mọi cuộc đối đầu trên biển. Đạn tên lửa P-35B được đặt trên bệ phóng di động FPU-35B, thiết kế dựa trên khung gầm cơ sở xe vận tải bánh lốp hạng nặng ZU-135K. Mỗi xe được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. Để khởi động tên lửa, 4 chân trụ thủy lực sẽ được kích hoạt để cố định vị trí của xe phóng. Ống phóng được một hệ thống thủy lực khác nâng lên một góc 20 độ so với mặt bằng của xe phóng. Sau đó, tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn. Ở độ cao nhất định, động cơ túc bin phản lực KRD-26 sẽ kích hoạt đưa tên lửa tới mục tiêu, tốc độ hành trình siêu âm Mach 1,4, tầm bắn xa gần 500 km. Với cự ly đó, P-35B được coi là tên lửa chống tàu có tầm bắn xa nhất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trong chiến đấu, nhằm đạt hiệu quả công kích mục tiêu cao nhất, cách đánh thường áp dụng với tổ hợp tên lửa này là chiến thuật bầy sói, dùng nhiều tên lửa công kích vào mục tiêu. Không chỉ 4K44 Redus, chiến thuật này vẫn được sử dụng trên các tổ hợp tên lửa hiện đại hơn như K-300B, Paston B, 3E, đem lại xác suất diệt mục tiêu cao, hệ thống phòng thủ đối phương khó có khả năng đánh chặn.
Theo đó, chiến thuật bầy sói áp dụng với 4K-44 Dedus là sĩ quan điều khiển sẽ phóng từ 3 đến 4 tên lửa cùng một lúc. Một trong số các tên lửa này sẽ được điều khiển bay lên cao hơn so với các tên lửa khác. Tên lửa này sẽ dùng radar của mình để dẫn đường cho các tên lửa còn lại tấn công một tàu hoặc nhóm tàu được phát hiện bởi các radar cảnh giới. Đạn tên lửa P-35B có độ cao hành trình từ 100 đến 400 mét, có thể bay cao từ 4.000 đến 7.000 mét, trong trường hợp dùng radar của tên lửa để dẫn đường cho các tên lửa khác. Ở pha cuối, tên lửa hạ thấp độ cao xuống dưới 100 mét trước khi lao đến mục tiêu. Và như đã nói, với đầu đạn nặng đến 1 tấn, tên lửa chống hạm P-35B đủ sức nhấn chìm tàu sân bay cỡ lớn trên thế giới, tàu tuần dương, tàu khu trục lớn chỉ bằng một phát bắn. Hãy thử tưởng tượng, cả một bầy P-35B tấn công vào nhóm tàu sân bay thì mức thiệt hại chúng gây ra cho địch là không tưởng. Một thực tế mà những quốc gia có biển như Việt Nam chúng ta đều phải công nhận đó là dù cho tài nguyên biển mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, thế nhưng ngược lại cũng có không ít bất lợi, thậm chí nguy hiểm đe dọa tới an ninh quốc gia cũng từ biển mà sinh ra. Điển hình là nguy cơ kẻ ngoại xâm tấn công xâm lược bằng đường biển. Từ hàng trăm năm qua, tác chiến đổ bộ đã được quân đội nhiều nước trên thế giới phát triển và coi đó là một trong những phương thức chiến tranh đắc lực từ hướng biển. Bởi theo phương thức này, kẻ thù có thể luồn sâu vào trong lãnh thổ đối phương rồi tiến hành triển khai quân, chia cắt, bao vây hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tấn công từ biên giới đất liền sẽ phải trải qua vô vàn các lớp phòng thủ mặt đất dày đặc. Việt Nam hơn ai hết hiểu được sự lợi hại của tác chiến đổ bộ khi mà trong lịch sử, các thế lực hiếu chiến bên ngoài đã nhiều lần tiến công xâm lược nước ta từ hướng biển. Điển hình ở thế kỷ 20, có hai cuộc chiến tranh do Pháp và Mỹ tiến hành đều xuất phát từ hướng này. Do đó, trong suốt thời gian qua, Việt Nam đã phát triển cho mình một hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều tầng, nhiều lớp, chống tiếp cận, chống xâm nhập một cách triệt để từ phía biển. Là một trong những lá chắn thép uy lực bậc nhất khu vực Đông Nam Á, tổ hợp 4K-44 Dedus được quân đội ta giao trọng trách phòng thủ bờ biển ở tầm xa nhất. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi với việc sở hữu tầm bắn lên đến gần 500 km, hệ thống này hoàn toàn đủ sức bao quát một vùng rộng lớn lãnh hải nước ta, khiến bất cứ tàu bắn nước nào của đối phương cũng đều là mục tiêu vô cùng khả năng trong tầm bắn của chúng. Ngoài sự xuất hiện của tổ hợp 4K-44 Dedus, binh chủng tên lửa pháo bờ biển mang đến triển lãm tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E Airbus hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc hơn đó là tên lửa Scud B, một trong những dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất trên thế giới. Khoảng 7.000 quả tên lửa Scud B đã được chế tạo và xuất hiện trong biên chế của quân đội ba hải nước. Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á thì duy nhất chỉ có Việt Nam sở hữu loại tên lửa này, với hàng chục quả được Liên Xô cung cấp năm 1981. Tên lửa Scud B có tốc độ 4.940 km/h và tầm bắn 300 km, mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau. Tên lửa được đặt trên xe bệ phóng theo bánh hơi MAZ-543, tăng khả năng cơ động và ẩn náu trước các đợt tấn công của đối phương. Quá trình phóng diễn ra tự động, nhưng thường được điều khiển bởi xe chỉ huy riêng biệt. Tổ hợp có thể sẵn sàng khai hỏa trong khoảng thời gian từ khi triển khai. Tên lửa này thường được sử dụng để tấn công mục tiêu cố định, không được gia cố đối phương. Các bạn thân mến, việc mang những hệ thống phòng thủ bờ biển tối tân, hiện đại đến trưng bày và giới thiệu tại một sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế, quy tụ số lượng lớn quốc gia tham dự đã cho chúng ta thấy đây là một thông điệp răn đe mềm mỏng, khéo léo nhưng đanh thép của quân đội ta tới những thế lực ngoại bang vẫn luôn lăm le ý đồ xấu với biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, hành động này còn khẳng định quyết tâm của quân đội ta trong việc xây dựng lực lượng hải quân tiến thẳng lên hiện đại để sẵn sàng đương đầu với mọi kẻ thù, bảo vệ một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc ngoài khơi xa. Video tới đây là kết thúc rồi. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề hôm nay trong phần bình luận cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của Dòng Máu Lạc Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!